Ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù, Vì Thị Thu tù chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu oan. Theo bản án sơ thẩm, do Trần Thị Hiền mua ma túy còn thiếu nợ của Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng, đòi nhiều lần không được nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của Trần Thị Hiền để tạo sức ép. Quá trình giam giữ bắt cóc, các đối tượng đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân trẻ và sau đó là sát hại. Vụ án từng gây rúng động dư luận trong dịp Tết năm 2019.